phải tìm bánh hoa mặt trời không? Trời ơi chị ơi, sao hẹn với em á là 10 giờ giao bánh tới mà bây giờ 10 giờ 5 phút rồi vẫn chưa thấy bánh tới. Dạ chị hối gấp gấp giùm em nha. Ủa anh. Dạ. Anh phải bên tiệm bánh hoa mặt trời không? Dạ đúng rồi chị. Anh tới giao bánh cho tôi đúng không? Đúng rồi, chị có phải chị bé không ạ? À không, tôi không phải tên bé, tôi tên Hà. À đúng rồi, cùng một địa chỉ mới hai người đặt. Đây là bánh của chị. Dạ. Ủa? Bánh này bánh của tôi hả? Dạ. Tôi nhớ rõ ràng là tôi dặn chủ tiệm á là giao cho tôi một cái bánh thiệt là bự, chứ đâu phải cái bánh nhỏ đâu. Tới đây để tôi mở ra tôi coi coi. Có dặn làm cái trái tim đẹp lắm à nha. Có làm. Trời ơi, anh nghĩ sao cái bánh này mà anh đi giao cho tôi rồi sao tôi tặng cho người ta được? Dạ chị thông cảm. Xúc sổ đổ tháng hết trơn vậy rồi sao tôi tặng? Chị thông cảm, tại đi xe hơi sắp nên nó bị rớt là để em gắn lại được. Anh nghĩ sao mà gắn lại rồi nó còn nguyên vẹn để mà tôi xài được? Thôi tôi không lấy cái bánh này đâu, không mấy anh giao cho tôi cái bánh bên đó đi. Dạ không, bánh này có người đặt rồi, chút nữa em giao cho người ta rồi chị. Anh dạ, ơi dạ, chị thông cảm cho em. Anh có phải shipper bên tiệm bánh hoa mặt trời không? Dạ đúng rồi chị. Anh giao bánh cho em nè, em chị bé. Dạ. Dạ. Đây là bánh của chị. Rồi, cảm ơn anh nha. Chị thông cảm cho em. Bánh đẹp ghê. Dạ em chào hai chị em đi. Cảm ơn anh. Ê. Trời. Ê cô. Hử? Dễ thương quá à. Cảm ơn chị, ai cũng nói em vậy hết trơn. Tóc dễ thương nữa. Dạ. Sao chị? Cái bánh của cô đẹp không? Đẹp chị, nè chị nhìn đi chị. Trời ơi, đó chị nhìn nè, chị nhìn qua tấm kính không? Mấy cái hoa hồng người ta làm đẹp quá ha. Ôi, cái tiệm này lần đầu tiên em mua luôn á, mà công nhận làm xuất sắc ghê á. Nói nghe nè, bây giờ tôi có chuyện gấp lắm, còn mấy cô bán cái bánh này lại cho tôi đi. Trời nắng quá bị mát hả? Đâu có nắng thì nó nóng chứ đâu có mát. Dư duyên quá à. Trời ơi, cái bánh người ta mới mua để tặng cho một người rất là quan trọng luôn á, tự nhiên kêu đem đi đổi, đem đi bán gì đây vậy trời. Cô ơi, tôi nói thiệt á, tôi cũng tặng cho một người rất là quan trọng luôn á. Nhà số 16 nè, người ta tên Tâm á, nên tôi cố tình tôi đặt một cái bánh hình trái tim. Nhưng mà hả, nó bị xúc sổ đổ tháo hết trơn rồi. Tôi thấy nó không còn được thẩm mỹ nữa, cho nên là tôi tính nói cô là cô bán cái bánh này cho tôi để tôi vô tôi tặng sinh nhật cho người ta. Khoan, đợi chút. Chị nói là cái nhà số 16. Đúng rồi, nhà số 16. Một người quan trọng tên Tâm. Dạ đúng rồi, hình như cô ở khu này đúng không? Cô biết nhà đó không? Nhà đó bữa nay có sinh nhật lớn lắm á. Cái bánh này của tôi cũng tặng cho một người rất quan trọng tên Tâm luôn. Hôm nay xóm này có hai người tên Tâm. Người yêu của tôi dặn á là hôm nay là tôi phải mua cái bánh ở tiệm bánh hoa mặt trời nè, phải có những cái hoa hồng thiệt là đẹp nè, tại vì cái người quan trọng tên Tâm đó rất là thích những cái hoa hồng này luôn. Người yêu của tôi cũng nói là người phụ nữ này cũng thích bánh ở hoa mặt trời. Người phụ nữ ấy tên là Hoàng Thị Tâm. Hỏi nhỏ cái nha. Gì? Người yêu của chị con một không? Đúng rồi, con một á. Cũng là bà Hoàng Thị Tâm. Người yêu lại là con một. Ừ. Thì ra cái con nhỏ này tính cướp chồng tương lai của mình. Đừng hòng được xuất hiện nguyên vẹn trong nhà người yêu của ta. Hết hồn luôn á. Suy nghĩ. Cho em coi thử cái bánh nha chị. Ôi, bánh đẹp tim. Lắm luôn á. Cái bánh trái tim đẹp ha. Đúng có nhiều rồi. Trái tim ghê á. Nhưng mà nó hơi bị xúc sổ đổ tháo ra này chị. Thì bởi vậy tôi mới tính mua lại cái của cô. Cũng được, nhưng mà em cũng muốn giúp chị mà. Trời ơi! Xin lỗi chị nha. Thôi bây giờ cái bánh này nó cũng hư rồi. Thôi không đổi được đâu, cũng không bán được đâu. Thôi tạm biệt. Ê! Con quỷ cái! Trời ơi! Chừng nào con về? Cái gì? Bữa nay dắt cháu dâu về ra mắt tôi hả? Yên tâm đi con, bà nội đó không có khó dễ đâu con. Yên tâm rồi, nhớ về sớm nghe,
nội trong nghe. Ai đây? Dạ, dạ con chào bà. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Thị Bé. Dạ, con xin kể một chút về chuyện tình của con. Vào mùa xuân năm ấy, khi mà anh Thượng á, ảnh xuống dưới quê của con, ảnh xây cầu, anh thấy con đẹp quá, cái anh nhớ con luôn. Kể từ lúc đó là tụi con là người yêu của nhau luôn. Cho nên ngày hôm nay, nhân dịp sinh nhật của bà, con có tặng cho bà một cái bánh kem thiệt là đẹp, đúng ý của bà luôn. Rồi để đây đi con, dạ. Cảm ơn con. Nè, thì ra là con là bạn gái của thằng Thượng đó hả? Dạ. Ừ, nó mới gọi điện thoại nó nói nè. Nhưng mà lần đầu tiên tới chơi có cần phải đem bánh trái gì vậy con? Dạ, đâu có gì đâu bà. Cái này là chỉ là chút lòng thành của con thôi à. Bà xem nha, cái bánh kem này có những cái hoa hồng rất là đẹp, đúng kiểu bà thích, mà con mua bên tiệm bánh Hoa Mặt Trời đó. Vậy hả? Dạ. Thôi chơi để nó về. Dạ. Giờ. Dạ. Đền cái bánh kem cho tôi. Cô kia, đền bánh kem lại. Thằng Thượng nó cũng ghê gớm thiệt. Đúng là quá bất ngờ. Một cô thì hiện đại trẻ trung, thời trang trông có vẻ trí thức. Một cô thì mộc mạc chất phác, trông có vẻ con nhà lành. Ây da, chắc nó muốn tôi chọn giúp nó cháu dâu đây mà. Dám đối xử với tôi như vậy thì được thôi. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho bằng được. Tôi sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình. Nếu như không chiếm được thì tôi cũng sẽ phá cho tan nát. Tôi thật không thể tin khi không có cái bánh kem mà cô vẫn dám bước vào đây. Nhưng mà không sao, dù gì thì cô cũng tới sau. Và tôi cũng đã ra mắt nội trước rồi. Con trai, sao đi làm về không vô nhà luôn, còn hẹn ba ra chỗ này nói chuyện chi nữa? Thì con có chuyện muốn trao đổi với ba. Con lo quá à. Ủa, trao đổi gì, vô nhà mình trao đổi cũng được chứ, mắc gì đứng ngoài đường nói chuyện kỳ quá con. Ở nhà có bà nội không nói được. Vậy hả? Vậy là cái chuyện này, cái chuyện Thị Bé đó, người yêu của con đó. Sao? Lo lắng hả? Nè, ba nói thiệt với con nha. Bà nội là thương con còn hơn thương ba nữa. Cho nên nó con thương ai là bà nội sẽ thương người đó. Với lại theo như ba thấy, con bé là một đứa dễ thương, thật thà, người miền Tây nữa. Chắc chắn là bà nội thích à. Vậy hả ba? Ừ. Con cũng chỉ mong được vậy thôi à. Là con muốn là ba đồng minh với con á hả? Dạ. Lo cái gì? Ba là ba của con, đương nhiên là ba phải ủng hộ con rồi. Nhưng mà tiện cha con mình đứng đây, bà cũng nói luôn, bà cũng đang lo. Ủa, ba lo gì? Con thấy ba thảnh thơi muốn chết luôn, có gì đâu phải lo. Thấy vậy thôi chứ trong bụng ba lo lắng lắm. Mà ba lo chuyện gì? Thì cái chuyện đám cưới á. Đám cưới con hả? Cũng lo, nhưng mà ba không lo bằng đám cưới của ba. Ba cưới vợ? Ừ, có gì đâu mà con ngạc nhiên như vậy. Ba nói giỡn hay nói chơi vậy? Không có nói giỡn cũng không có nói chơi. Ba nói thiệt. Từ lúc mà má con mất, ba ở vậy ba nuôi con tới bây giờ khôn lớn mấy chục năm rồi. Con thử nghĩ coi, người đàn ông cũng biết buồn, biết cô đơn chứ. Trong cái thời gian đó, ba cũng tìm được một người tâm đầu ý hợp, cho nên muốn lập gia đình. Nghe nó hơi mắc cười nhưng mà không sao đâu con. Ba nghĩ má con á cũng đồng ý à. Quan trọng là con với bà nội nữa thôi à. Vậy mà tới bây giờ bà mới nói con biết. Thì chờ tới cái lúc nào nó xong hỉ luôn thì mình nói một lúc cho đỡ mất công phải giải thích nhiều người. Gì chứ, ba mà cưới vợ là con ủng hộ ba hai tay hai chân luôn. Thiệt không, thiệt không? Có người mà chia sẻ ba, chăm sóc cho ba là con mừng muốn chết luôn rồi. Ủa, nhưng mà ai vậy ba? Người đó con cũng quen, cũng biết, thậm chí biết rõ luôn á. Là ai? Con cho ba giữ bí mật đi. Con gặp một cái bảo đảm con biết liền ha. Rồi bây giờ hai cha con mình về đi, chứ để bà nội đợi lâu rồi. Hình như hôm nay con có hẹn người yêu của con tới đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Thôi tranh thủ về đi ba ơi. Ba sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ba cũng tranh thủ về. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đi. Bây giờ sao? Có đền bánh kem cho tôi không? Trời ơi,
ngược quá à. Cái bánh kem của chị nó hư từ lúc đầu rồi, tự nhiên giờ chị bắt tôi đền là sao? Cô mới ngang ngược đó cô, đúng là tuổi con cua rồi. Trời ơi, cái bánh kem của tôi đang nguyên vẹn hà, tự nhiên cái cô lấy cái thùng cô thảy lên cho nó bể cái bánh kem của tôi. Tôi không có cố ý, tôi chỉ vô tình thôi. Nhưng mà dù sao cái bánh kem của chị nó đắm banh ta lông từ lúc đầu rồi, bây giờ hả tôi có quăng có làm gì nữa thì nó cũng đâu có đẹp, nó đâu nguyên vẹn gì đâu. Mà chị mang vô đây để làm gì rồi chị đổ thừa người ta? Tôi nói cô nghe nha, nghĩ mà đẹp cái đổ thừa người ta con hả? Con người của cô nha, đừng có vô duyên thúi quắc như vậy nha. Tự nhiên không có, ví dụ như mà tôi xin cô cho tôi mua lại cái bánh kem của tôi để tôi đi làm công chuyện của tôi, cô không cho thì thôi, chứ mắc gì cô phá luôn công chuyện của tôi vậy? Khoan, bây giờ cho để cho bà già này có tiếng nói chút. Dạ đó. Bác nói đi. Tại nhà này nhà của tôi đó. Dạ. Thì ra là cái bánh kem này bây giờ nói cho tôi nghe là bánh kem này là của ai mua? Dạ của con. Nhưng mà cổ làm hư cái bánh kem của con cho nên bây giờ cổ phải đền lại cho con cái bánh kem khác. Dạ không, dạ không. Sai sự thật bà ơi. Cái bánh kem của cổ xấu quá à, xấu lắm. Mà bị giống như là bị rớt ra tùm lum hết trơn á. Xong rồi cổ thấy cái bánh kem của con đẹp quá, tính giành của con luôn á. Mà chưa tính nha. À, âm mưu sâu xa là muốn giành cái khác lớn hơn của con luôn đó bà. Sự việc nó là như thế này nè bác. Cô này á, cổ có một cái bánh kem đẹp, con đồng ý, con muốn mua bánh kem của cổ. Nhưng cổ không cho thì thôi, mắc cái gì mà cổ phá luôn cái bánh kem của con, cổ làm tan nát cái bánh kem của con. Bây giờ bánh kem cũ của con không xài được. Cái bánh kem lúc đầu nó đã không xài được rồi bà phải tin con nói thiệt. Con ủa, là mà, dân miền Tây mà. Cho tôi có ý kiến một chút. Ủa bánh kem mua thì phải xài được chứ tại sao xài không được? Dạ tại vì thật sự ra là nó hơi bị nhỏ so với lại cái lúc của con đặt á. Mà con thấy bánh của cổ bự hơn của con. Tại mà con đang có công chuyện rất là gấp và rất là quan trọng cho nên là con tính mượn cái bánh kem của cổ con mua lại. Mà ai ngờ đâu mà con phá luôn bánh kem của con không xài được luôn. Bà ơi, bà cũng thấy rồi đó, hôm nay con biết sinh nhật bà, con mua cái bánh kem này nè. Con mua cái bánh kem này có hoa hồng để tặng cho bà, làm sao mà con đổ cho người khác được. Con bỏ hết tâm hết sức vô cái bánh kem này, bà thấy có đúng không bà? Thôi đi, đừng có ngang ngược quá đi. Thôi đi bà mới ngang ngược, bây giờ đền bánh kem cho tôi đi. Gì đền? Tôi đã giờ đền. Bây giờ không, bây giờ đền. Trời ơi, đánh lộn luôn hả trời? Trời ơi, đánh lộn luôn hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ba ôm nhầm rồi. Bà cản thôi chứ bà cũng muốn ôm đâu. Rồi bây giờ ủa vậy là sao? Vậy là sao? Hả? Người này. Nội ơi, nội hiểu lầm rồi. Đây mới là thị bé nè, người con muốn dắt về giới thiệu nội đó. Còn cái cô kia. Cô này là thuộc về con. Cô này là của con. Tại vì bao nhiêu lâu nay con không có tiện nói, tranh thủ hôm nay sinh nhật má dắt về định làm điều bất ngờ. Không ngờ nó quá bất ngờ luôn. Dạ. Má tương lai của ông Thượng á. Má hả? Má anh á. Dạ con chào bác. Thì mỹ xíu nha. Dạ. Anh Hượng, vậy nếu như hai đứa mình thành đôi thì cái bà này là... Má chào con dâu. Đừng có buồn con, ra đường đánh nhau mới biết má con. Bà buồn heo vậy? Cái gì vậy? Cái gì nói nghe coi. Bây giờ thì thật tình đúng là con người nó trẻ trung hồn nhiên ghê luôn vậy đó. Trời, con sao sang sông, con sao số lòng, con sao bay luôn. Xa. Hả? Con sao bay luôn. Trời ơi, xa là nghe nó còn văn nghệ chút, bà nghe cái bay luôn thấy ghê quá. Tôi không có vui à nha. Ủa, trong nha? Khi một người ta bạn, người ta buồn hiu mà mình phải hỏi cái lý do gì sao. Vô rồi như là một đứa trẻ nhảy chân sáo rồi nhảy nhót. Chuyện gì nói tôi nghe coi. Trời, nó éo le chứ không phải như ở ngoài người ta dòm vô người ta nghĩ vậy đâu. Trời ơi,
éo lè lắm hả? Mà éo lè sao nói nghe coi. Tôi nói cho bà nghe là bà biết thằng Hoàng con tôi đó, vợ nó chết sớm. Đó, nó gà trống nó nuôi con. Rồi tôi thấy tội nghiệp quá, tôi mới khuyên nó là thôi con bước đi bước nữa đi. Chứ con có còn nhỏ quá mà. Đó rồi là mai là mối nhiều chỗ nhiều nơi thì nó cũng không chịu. Đùng một cái ngày sinh nhật của tôi, nó dắt về nói: má ơi, kỳ này con cưới vợ. Vậy là khoái quá, còn muốn gì nữa? Thì nghe thì khoái, nhưng mà khi nhìn lại thì không có khoái. Ủa sao kỳ vậy? Sao nhìn tại gì không khoái? Tại vì con vợ của nó đó, con nhỏ này á, nó còn trẻ hơn nó nhiều. Trời ơi, nó trạc tuổi thượng hà. Đó, rồi, mà cái con nhỏ này á, thiết kế thời trang, rồi nó hiện đại lắm, hiểu không? Thằng Hoàng mà lấy con nhỏ này phải cung phụng, tại vì thằng Hoàng già rồi. Nhỏ này còn nhỏ, mà tôi nói bà nghe, mà cái hồi đó nghe đâu là thằng Thường á, cháu nội tôi á, với con nhỏ dâu mới của tôi á, hai đứa là bạn học. Mới khổ vậy chứ. Tôi hỏi bà hồi xưa là bạn học, rồi bây giờ nếu mà lấy nhau về thì nó phải kêu con nhỏ là mẹ kế. Bà, ta nó quê một cục luôn. Bà không nghe người ta nói ha, chồng già vợ trẻ là tiên ha. Thấy không? Bây giờ thằng Hoàng á, nó cưới vợ thì được rồi, đâu có sao đâu. Ha, còn thằng kia nó là con thì vợ mình tính sao cũng được mà. Trời ơi, mày, tôi nói bà nghe nè, khổ một cái nữa là đó, con vợ thằng Thượng nói với con nhỏ này cũng ngang cơ với nhau. Đó, nó cũng trẻ bằng nhau, rồi mới mốt cưới về cái nó kêu con nhỏ này là dì hoặc là mẹ. Đó, tôi sợ tụi nó không có hợp rồi nhà lục đục nữa. Mới chưa gì mà đã có chuyện rồi, ngay ngày sinh nhật tôi đã có chuyện rồi. Rồi bây giờ vậy rồi sao, tôi cũng sợ quá đi. Ôi, bây tôi giờ không biết là, cái sao đây nè. Bây giờ là cái ý của bà đó là một trong hai đứa bà chỉ lấy có một đứa thôi phải không? Đúng rồi, bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ cái vụ thằng Hoàng, tại là thằng cha đó, thì nó quen con nhỏ này nhỏ quá, cho nên tôi sợ thôi để từ từ tính vụ đó đi. Còn nhưng mà cái cặp này nè, tôi thương con nhỏ cháu dâu, nó dưới quê nó hiền lành, nó chất phác, nói chuyện nghe tức thương lắm. Nghĩa cái người là thành thật cái mà, dưới quê thành thật lắm, thấy thương lắm, cho nên tôi sẽ cho cái vụ mà con cháu đám cưới trước. Bà nói cái đó là tôi cũng không ưng luôn. Sao vậy? Bây giờ người, thằng Hoàng nó là cha phải không? Là cha. Thì bây giờ mình phải lo cho cha nó trước đi. Còn thằng Thượng nó là con, nó còn trẻ, thì thiếu gì người để cho nó lựa chọn, mà mắc gì mà bà phải đi cưới cho thằng con trước, còn thằng cha để làm mắm hả? Ý bà nói là phải cho cha trước, cha yên lành rồi mới tới thằng con đúng không? Dĩ nhiên. Nhưng mà tôi lại thấy thằng cha thì có lấn cấn, cho nên giờ chừng con, bây giờ tôi quyết định là tôi cưới cho thằng con, tôi chọn con bé là con cháu dâu tôi trước. Tôi hả? Con Hà. Con Hà, tôi chọn con bé. Con Hà. Tôi chọn thằng cháu tôi trước. Con Hà. Mắc cười quá à. Cái gì coi? Bà tám ơi, bà sao bà vô duyên quá à. Bà mới là cái người mất đứa. Tôi nói cho bà mới vô duyên, cái này là chuyện gia đình của tôi. Tôi hỏi là một lẽ thôi, nhưng mà có người quyết là tôi chứ bộ bà ha. Tự nhiên bà quyết định là sao? Trời ơi, cái cô mẹ này rất là vô duyên. Bà kêu tôi qua đây làm gì? Tâm sự. Tâm sự thì tôi nói cho bà nghe. Tôi nói cái thì bà nói tôi nói nhiều. Tôi vô duyên rồi này kia. Bà mới là vô duyên á. Con người vậy mà sáng nắng chiều mưa, tối tôi cho bà nghỉ hát luôn, không nói chuyện với bà nữa. Sáng nắng chiều mưa, tối nghỉ diễn là như tôi đoàn hát vậy đó. Lãng giang à. Chuyện của gia đình người ta để người ta quyết, tự nhiên một hai đòi quyết hà. Tôi cưới hả bà cưới? Lan à, thằng Hoàng á, con cũng thương nó rồi. Con cũng biết mà, bây giờ hai đứa thương nhau mà con đã mất sớm rồi. Bây giờ nó muốn đi bước nữa, mà má thì má thấy cái cặp này kỳ này không có được. Thì bây giờ vậy đi, dù sao con cũng là vợ lớn. Bây giờ để má kêu nó lên nó tâm sự với con, nghe con. Chứ má thiệt là má không muốn đồng ý cái hôn sự này. Nhưng mà con phải làm như thế nào để cho nó thấy, để cho nó so sánh con và con nhỏ sau này. Bây giờ má khổ tâm quá đi, thấy nó gà trống nuôi con thì má cũng tội nghiệp. Nhưng mà khi bây giờ nó dắt về con bé này thì
không biết nói làm sao. Thôi bây giờ vậy nè, má là má tâm sự với con. Má thì má lúc nào má cũng thương con, mặc dù con đã mất. Má không bao giờ má coi con là dâu hết trơn. Má cứ tưởng tượng con như là con gái ruột của má. Khi mà con mất đi rồi đó, không phải riêng mình thằng Hoàng nó buồn, má đây má cũng buồn nữa. Lúc nào đi đâu làm cái gì má cũng nhớ hình ảnh của con hết. Nhưng mà thôi bây giờ con đã mất lâu rồi, cũng cho nó đi bước nữa. Nhưng mà nói là nói vậy nhưng mà má cũng không có yên tâm, không có thích cái hôn sự này. Thôi bây giờ nó, má kêu nó lên đây để nó nói chuyện với con tiếng. Alan, thằng Hoàng thằng Thượng đâu rồi? Lên đây. Dạ, biểu bà nội. Qua bển đứng. Đó, bây giờ trước mặt vợ con đó, con nói chuyện với nó đi. Mà nghe má hỏi nè, lý do gì sao mà con lại thích con Hà, con lại muốn cưới con Hà làm vợ, nói cho má nghe. Thì con thấy Hà dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn, có tố chất làm vợ, vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Con phản đối. Hà là bạn cũ của con. Ừ. Tự nhiên giờ ba cưới bạn con rồi con phải gọi bằng gì? Gọi bằng má à? Chứ không lẽ gọi bằng gì? Không lẽ kêu bằng bà nội? Nói. Mà cái từ má khó quá thì có thể kêu bằng cái từ khác. Gì cũng được, có sao đâu. Đó, thấy chưa? Nội cái cách xưng hô cũng là lấn cấn ra cái chuyện này rồi. Má nói nghe nè, cái cặp của này nè, thằng Thượng với con bé thì má chấp nhận, sẽ cho cưới. Còn cái cặp của con với con Hà, suy nghĩ lại. Cảm ơn bà nội. Ừ. Má ơi, bây giờ nếu như còn trẻ quá thì má có thể hướng dẫn thêm, dạy dỗ thêm, chứ có gì đâu mà má lo. Thiếu gì đứa suy nghĩ lại đi con, thiếu gì đứa cỡ trang lứa mình coi lại đi. Bây giờ xa nhau cũng được, không sao hết, thời gian rồi kiếm người khác. Xuống ba nói chuyện xíu coi. Ngồi xuống. Ba có chuyện gì nói lẹ đi. Con chuẩn bị tới giờ đi hẹn người yêu con rồi đó. Thì mày ngồi xuống đi. Mày làm cái gì mà mày gấp gáp vậy? Lâu lâu ba muốn nói chuyện với con đàng hoàng, uống miếng nước thấm giọng rồi nói chuyện ha. Cái chuyện này nói gấp không có hay. Đó nè, hôm nay hai cha con mình nói chuyện theo đúng nghĩa hai thằng đàn ông, mà phải là hai thằng đàn ông hiện đại, chứ đừng có cổ hủ nghe chưa. Bộ trước giờ ba coi con là không phải là đàn ông hả? Mày tầm bậy tầm bạ. Mày là đàn ông. Ý bà nói là đàn ông theo kiểu mà hào phóng á, không có nhỏ nhặt á, hiểu không? Nè, thương ba, đứng về phía ba đi, cho ba có đồng minh. Em thì trước giờ lúc nào con không đứng về phía ba. Phải vậy không? Nhưng mà cái chuyện kia con không đồng ý đâu. Thằng này sao mày lì quá vậy? Tại sao mày không đồng ý? Thì ba nghĩ coi, nhỏ Hà đó ngày xưa nó là bạn học của con. Cấm phải kêu con nhỏ Hà nghe. Nha, nha. Bây giờ mày kêu vậy được, nữa Hà mà về đây lấy ba rồi mà nghe câu này được là người ta buồn lắm, mày biết không? Hả? Mày không kêu má được thì mày phải kêu một tiếng gì. Cái chữ gì đối với mày nó khó khăn lắm hay sao mà mày cứ kêu con nhỏ này con nhỏ kia hoài vậy. Nhưng mà thiếu gì người sao ba không chọn? Tại ba thương. Nhưng mà không có được, bây giờ ba cưới một cái người mà bằng tuổi con vậy, về sao con gọi bằng mẹ được? Rồi hả, chưa kể nha, ra ngoài đường á, người ta còn cười mặt con nữa. Được, cười mặt ba luôn á. Lý do gì cười? Người ta nói ba là hả, ngựa non hấu đá. Mày khùng quá, non gì ở đây nữa? Châu già khoái gặm cỏ non. Mày xàm quá đi. Tao nói cho mày biết, tại mấy cái ông kia, ông già, ông yếu ớt, ông bị đập ham muốn cho nên người ta mới nói vậy. Còn mày thấy ba cường tráng không? Ra đường người ta tưởng ba với mày là hai anh em. Ba còn khỏe thì mày có mày gì ba đi.
Nói gì nói con không đồng ý đâu. Cương quyết không đồng ý luôn hả? Này nha, bây giờ ba lấy cái quyền làm ba ra ba nói chuyện với con nè. Ba yêu cầu con phải đồng ý. Bởi vì con là con của ba, áo mà không qua khỏi đâu. Nếu mà con không đồng ý cho ba cưới Hà là ba cũng nghiêm cấm mà không cho phép con lấy con bé. Được không? À, ba lấy quyền làm ba ra đó. Ba nói về ba ép con đúng không? Không có ép, giờ ba thích vậy đó. Được không? Nhà này ba là người có quyền, ba là ba của con, ba quyết định cho con lấy ai là chuyện của ba. Nhưng mà ba quên mất một điều á, là ở trong nhà này á, người có quyền lực nhất là bà nội chứ không phải là ba. Bà nội đã quyết rồi, con theo bà nội. Bây giờ ba là người kế nhiệm, tất cả quyền và lực nằm trong tay của ba hết rồi. Bà nội con bây giờ là hết sức, hết lực rồi. Không có cãi nữa, phải đứng về phía của ba. Hiểu chưa? Nghe nói trong nhà này tôi không còn quyền lực gì trong nhà này hay phải không ta? Tôi nghe thoang thoáng ở đâu đó không biết đúng không ta? Con giả dụ vậy thôi chứ má vẫn là người quyền lực nhất trong gia đình này mà. Rồi sao? Dạ. Con nghe nói con cấm đoán chuyện hôn nhân của thằng Thượng hả? À, không phải cấm đoán mà là nói giờ sao ta? Tại vì nó gây khó dễ cho cái cuộc hôn nhân của con. Cho nên thì con cũng gây khó dễ lại chứ con không có cấm. Nếu mà má với lại nó mà đồng ý thì con cũng đồng ý cho nó lấy con bé thôi. À, nhưng mà má nói cho biết trước á, trong cái nhà này đó chỉ có một cái đám cưới mà thôi ha. Rồi hai đứa đó, hai cha con tự thương lượng nha. Khi nào thương lượng được thì nói cho tôi biết. Nội. Cái gì? Nội nó, nội ủng hộ con mà sao giờ nội nói vậy? Thì nội ủng hộ con. Dạ, nội không ủng hộ ai kia. Sao à? Sao không ủng hộ kỳ vậy? Ờ, tôi lấy quyền là phụ huynh. Má lấy quyền phụ huynh ra để má cấm con. Vậy thì con cũng có quyền là phụ huynh cấm con. Thì bây giờ bởi vậy á mà bà nội mới nói rồi, trong nhà này chỉ có một cái đám cưới mà thôi, hai cha con thương lượng đi ha. Rồi còn thương lượng không được á thì để tôi sẽ có cách chọn cô dâu. Là hôm nay là ngày má biểu tụi nó lên đây để ra mắt cô. Là qua nhớ con qua làng ơi, con là con dâu hiếu thảo ngoan hiền, thương gia đình chồng như gia đình mình. Mà sao con trẻ để mà con đi sớm quá vậy là... Má đừng có khóc nữa. Tự nhiên cái má đứng đó má khóc hoài làm con khóc theo là kỳ lắm nghe má. Con người mà ai cũng có cảm xúc hết. Quan trọng là mình sống cho hiện tại và tương lai ha bác ha. Dạ, chị ơi, em nghĩ là chị hiểu và thông cảm cho em mà đúng không chị? Hiểu. Cái gì vậy? Nội nói, nội. Nội nói. Trời ơi. Nội làm giật mình. Chị gì má mày mà nói tao cũng chạy luôn nữa. Nhưng bây giờ nè, hai đứa đứng đây, ra đây. Dạ. Hai đứa dâu nè. Dạ. Đây, quay về đây. Dạ. Ừ. Bây giờ lần đầu tiên tới đây. Dạ, hai đứa bóc đi. Xin xăm á nội. Xin xăm thì không phải là xăm. Bây giờ bóc đi. Đó, bóc đi rồi mở ra coi thì trong đây tôi cần cái gì. Dạ. Dạ. Mở ra đọc đi. Con hãy chuẩn bị một món ăn. Con hãy chuẩn bị một thứ đặc biệt. Bây giờ hai đứa đã có nhiệm vụ rồi. Đây là cái nhiệm vụ đầu tiên thử thách hai đứa ha. Tôi sẽ chấm điểm, nghe chưa? Dạ. Bây giờ tôi đi công chuyện, tôi giao cái nhà này cho mọi người thực hiện trong cái tờ giấy này, nghe chưa? Dạ. Cứ vậy mà làm. Bây giờ làm sao đây? Bình tĩnh,
trong cái lúc rối ren là mình phải bình tĩnh, mình mới giải quyết được vấn đề. Em chán ghê luôn á. Trời ơi, em là nhà thiết kế thời trang chứ em có phải đầu bếp đâu mà hả? Em biết nấu ăn, em chỉ biết mặc đẹp thôi chứ làm sao em biết nấu ăn ngon được. Trời ơi anh ơi, bây giờ em làm sao đây? Bình tĩnh, anh có cái cách này hay lắm. Bây giờ em bóc trúng cái lá thăm phải nấu một món ăn ngon đúng không? Đúng rồi. Mà sở trường của em không phải là nấu ăn. Đúng rồi. Vậy tại sao mình không order một món ăn nào đó đúng cái gu má thích, ship về, bày biện trang trí đẹp lại đem ra nói là của em làm? Anh tưởng má anh dễ qua mặt lắm hả? Anh khùng quá à. Trời ơi, má là người lớn mà cái kinh nghiệm của má sống ở trên cái cõi đời này á là 60-70 năm rồi. Thấy không? Thì má có đầy đủ cái trí thông minh để má biết được món ăn nào là ở ngoài tiệm làm, món ăn nào là nhà làm. Vậy là ăn món lạ là má biết đúng không? Đúng. Vậy thì bây giờ mình nhờ người quen nấu một món, má ăn vô là má thấy quen. Đúng rồi ha. Mình nhờ người quen họ nấu cái là má thấy đồ ăn quen liền. Đúng rồi. Đúng không? Nhờ bà Tám nè, bà Tám hay qua nấu ăn cho má đó. Mình nhờ bà nấu rồi mình nói là em nấu. Rồi cho bà thông báo luôn với nguyên cái phường là em không biết nấu ăn. Trời ơi anh ơi, anh muốn cho nguyên một cái xóm, nguyên cái phường này họ biết em là người không biết nấu ăn, rồi mình phải nhờ bà hay sao? Anh ơi, nói cho em biết thôi. Nói gì? Thì anh phải nói em mới biết em làm chứ giờ nói sao biết làm anh ơi. Em hỏi vậy là sao anh biết gì mà nói? Rồi hai đứa mình là giai dế như thế nào? Mình vô chỗ mà có người lớn phụ huynh ngồi thì mình phải chào hỏi một tiếng rồi mình mới nói chuyện riêng chứ hai con. Dạ, con chào ba, con chào. Chào, chào gì? Chào gì? Chị? Chào gì? Ừ. Má kêu mình chị đi. Chị cái gì mà chị? Kêu cho nó quen miệng. Má ơi, nhưng mà cái chuyện này mình bàn sao được không? Bây giờ con có một cái chuyện nó còn gấp rút hơn cái chuyện này, nó quan trọng hơn cái chuyện này rất là nhiều luôn á. Ủa vậy là con cũng gặp sự cố luôn hả? Trời, sự cố quá là sự cố luôn đó. Bây giờ tự nhiên con bóc trúng một cái đề bài nè, bác coi một cái đề bài mà cái đề bài nó rất là bao quát luôn. Là một cái việc đặc biệt mà bây giờ con hỏi anh Thượng là cái việc đặc biệt mà bà nội thích là cái gì? Anh Thượng không có nói cho con biết thì làm sao mà con biết làm nữa? Đi đây đây đây. Bác là con nè, bác là F1 nè, nhiều khi bác coi bác hiểu bác chỉ dạ. Vô không? Tưởng em xui không ngợn, bé nó xui hơn. Xui hơn đâu, anh con giúp nó đi. Con hãy chuẩn bị một thứ đặc biệt. Má anh cao siêu ta, nghiền cái anh đọc anh không biết đặc biệt là gì đặc biệt. Đề bài nó hơi rộng đúng không? Bao quát quá. Ừ. Tội con nhỏ. Dạ, bác coi bác giải thích được cái đó không bác? Không hiểu sao giải thích. Bây giờ con thấy cuộc đời nó quá là bất công. Tại sao lại bất công với một người như con như vậy? Tại sao ở đây chị gì bóc được một cái đề bài rất là dễ, còn con á là bóc cái đề bài rất là khó. Làm như vậy là chẳng khác nào xử ép con rồi. Không có đâu, đề bài này không có dễ đâu. Trời ơi, bắt nấu một món ăn đó trời. Mà bên đây không biết nấu ăn. Trời ơi, dì ơi, cái món ăn nó quá là dễ luôn đó. Gặp con á hả là con làm cái rẹt là xong mà. Bởi vậy dì thấy không, cái dễ mà dì không có làm được, còn khi còn con cái khó thì làm sao mình có làm được, làm sao mình có làm được cái gì đặc biệt đó bây giờ. À, con có cách này. Rồi, bà biết rồi. Con thử nói cái cách của con với giống ý của bà không? Nhưng, đúng rồi. Hiểu rồi. Hiểu ý con anh không? Không, hai cha con nhướng qua nhướng lại không ai hiểu cái gì hết. Hiểu ý đó không? À, mọi người ơi, có thể giải thích một cách rõ ràng hơn được không? Tại vì dù sao là con với dì cũng là người ngoài á. Hai cái ngôn ngữ hiểu. Này khó hiểu á. Nè bây giờ nhìn nè, hai cái lá thăm ha. Cái này của con, cái này của dì. Đó, giờ bà chuyển qua đây ha. Cái này của dì, cái này của con. Đó, là việc ai nấy làm. Hiểu chưa? Hiểu không? Bốn đứa mình không nói cho ai biết thì sao bà nội biết được? Oh. Yeah. Cảm ơn bác. Cảm ơn anh. Em lo lắng quá. Anh đã nói với em rồi, cái thăm của con bé là nó khó hơn cái thăm của em. Vậy mà em không chịu cố gắng làm đổi chi? Giờ không lẽ đổi lại kỳ lắm? Không phải, cái chuyện không phải em lo là đổi tới đổi lui. Mà em lo là nhiều khi á, con bé nó chơi xấu đó. Cái này giống như là cuộc thi vậy đó. Cái con bé nó chơi xấu ha, nó nấu một món ăn dở, thiệt dở, thì má nghĩ là em nấu ăn là má sẽ đánh rớt em liền. Thôi đi,
đã vô cuộc chơi chấp nhận đổi thì mình phải tin người khác, đừng có cái suy nghĩ và tư tưởng đó. Ủa ba gì? Ồ bác gì? Mà sao giờ này hai người còn ở đây không lo chuẩn bị đề bài với bà nội đi? Câu này lẽ ra là hai đứa tụi tôi phải hỏi hai người mới đúng á. Em nghĩ đúng nè, anh thấy không? Em đã nghĩ đúng rồi, anh phải tin em. Em nghĩ là... Rồi tới tối luôn đi, khỏi về nhà làm. Không, ý em nói là cái chuồng bé nó chơi xấu, nó giờ này nó chưa chịu nấu ăn, nấu uống gì hết trơn, anh thấy không? Đó, anh thấy chưa, anh thấy chưa? Chưa có nói gì hết mà đã lòi ra là đúng là suy bụng ta ra bụng người. Có phải là dì muốn làm một cái món đồ hay là mua một cái món đồ gì đó xấu, thiệt xấu mà dì đưa cho bà nội, xong rồi dì lấy cái món ăn ngon của con dì dâng lên cho bà nội để dì ghi điểm cho mắt bà nội. Còn con bị trừ điểm đúng không? Thôi đi, không bao giờ tôi là một cái người làm việc có trách nhiệm, không bao giờ tôi làm cái điều đó hết trơn á. Trời ơi, có trách nhiệm gì? Tại sao giờ này dì không lo dì đi làm những cái chuyện mà bà nội giao đi mà dì đứng đây dì suy nghĩ gì nói vậy? Đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ việc ai nấy làm cho hoàn thành thật tốt đi, đừng có nghĩ là người này chơi xấu người kia. Còn nếu như cả hai không tin nhau thì làm một cái biên bản tự ký vô, hứa là không có chơi xấu nhau, được chưa? Ok. Rồi, việc ai nấy làm, đi. Đi em. Đi. Wow, quá đẹp. Người yêu hai đứa mình giỏi quá. Cái đầu mày với hai đứa mình, tao là cha mày nha mày. Hai đứa mình là chỉ được hai đứa này nói chuyện với nhau thôi. Ý lộn, chỉ có em với bé này được nói chuyện vậy với nhau thôi. Mà công nhận nha, ngạc nhiên lắm. Nhìn bối rối liền luôn á. Không ngờ một cái món ăn mà trang trí nó lạ lùng. Món này kêu món gì vậy con dâu tương lai? Dạ, món này là món gà hấp. Gà hấp mà sao dạ. Có mấy trái cherry nằm trên vậy? Dạ tại vì gà là bé nó hấp, còn cherry là em trang trí. Dạ, kết hợp với nhau, song kiếm hợp bích. Này dạ. Kêu là hai môn phối hợp nè. Dạ. Dạ. Rảnh tay trang trí thêm á. Dạ. Ôi, có nho nữa nè. Nãy nhìn vô tưởng là tô canh mà bỏ hoa hồng lên cho nó đẹp. Bậy quá. Cái này là một cái bình hoa để mà vừa có nước nè, vừa phong thủy nè, mà vừa đẹp cho bàn ăn nữa. Với con mắt mà của anh đó nha, là anh cho đậu đó. Còn không biết con nghĩ sao? Con đương nhiên phải cho đậu rồi. Yeah. Nhưng mà quan trọng cái ban giám khảo khó tính nhất là chưa có về tới. Chưa có chấm điểm là chưa có thành công. Anh ơi, bí mật nha. Dạ thưa bác. Chào má. Chào ơi. Ban giám khảo xinh đẹp. Chà, giờm cũng đẹp mắt quá chứ. Chẳng những đẹp mà ngon nữa. Có cái bình nước nó cũng đẹp nữa. Dạ không, cái này không phải cái bình nước má, cái này là cái thao nước. Cái chậu. Cái thao. Cái bình người ta lịch sự nhiêu sữa tôi. Rồi đưa cái thao vô. Ủa giặt đồ hả thao con? Tình luôn á. Bữa hổm bác thăm á thì bên đây á là bác nấu ăn đúng không? Dạ. Còn bên đây là bác trang trí đúng không? Dạ. Bây giờ nè, bây giờ nói chung á là hai cái điểm này á thì bằng nhau. Yeah, bằng nhau cũng trang được. Trang trí thì cũng đẹp. Dạ. Mà nấu ăn thì cũng bắt mắt. Dạ. Đó. Bây giờ nè, đem lên trên bàn thờ cho vợ con đó. Má hãy yên tâm, bàn thờ đem đồ lên hết rồi, chỉ cần đem cái bình bông lên đem trên lên cho đem cái bình bông lên chân rồi. Với má chồng tương lai con ra. Đem bông lên cúng cái nữa là xong. Cái gì vậy? Bông cúng. Đứa nào mua bông hồng đi. Trời ơi. Ủa, đứa nào mua bông hồng? Dạ. Dạ anh bé. Con bé mua bông hồng hả? Sao vậy? Thượng. Dạ. Ủa con không có nói trước là bà nội không có ưa cái bông hồng hay sao? Cất ra sao đi? Cất ra sao? Trời ơi Hoàng ơi, Hoàng con không nhớ hả Hoàng? Con xin lỗi. Là con Lan, vợ của thằng Hoàng. Hồi đó nó rất thích bông hồng. Dạ. Nhưng mà có một ngày kia nó mua bông hồng về, nó vô tình bị bông hồng cái gai nó cắm vô tay làm độc làm mủ. Rồi đâu có bao lâu sau là nó mất. Từ đó mẹ má ghét bông hồng luôn. Trời ơi, đã biết trong nhà này để biết cấm kỵ là bông hồng. Tại sao không nói trước mà bây giờ mua bông hồng đem về đây? Hả? Bây giờ tôi hỏi cái bông hồng này là ai mua? Con phải không? Tại vì con chân lo vấn đề trang trí là con mua đúng không? Con mua cái gì cho không? Không, cũng không phải con mua. Con không có mua nè. Con mua mà. Vậy rồi mà cũng con không phải con mua là không lẽ con Hà mua hả? Vậy dạ, mua. Không có Hà mua đâu. Dạ, con chỉ nhận cái đề bài là nấu ăn thôi, nên con không có liên quan gì tới cái chuyện nếu mà chứ. Không hai đứa con gái mua
mua thì không lẽ hai thằng con trai đi mua bông? Không, con càng không mua. Con vậy thì tại sao cái bó bông hồng nó nằm ở trong nhà mình mà không ai nhận? Chắc má đi mua quá. Má nội, không phải nội, bình tĩnh nội. Vậy nói cho tôi nghe. Để bà nội bình tĩnh đi, để ba con giải thích nghe nội. Cái gì sao sao tự nhiên con không giải thích đi, con kêu ba giải thích. Má thôi. Thì thôi giờ con nói hết luôn nè, tất cả chuyện này là ba bày ra mà. Hồi nào ba chỉ có đá trong nhà thôi à, với bà con không có nói gì đâu. Thì con là người đưa ra sáng kiến rồi ba đồng ý thôi mà. Ê, khoan, ngưng lại cái chỗ này, tua lại chút xíu coi. Ba đá lòng nheo ba bày ra cái này rồi, bên đây nó không có ba chỉ đá lòng nheo thôi là sao? Trong cái chuyện này có cái sự dối trá trong đây phải không? Bây giờ thành thật nói tôi nghe, thành thật sẽ được khoan hồng. Còn nếu mà tôi truy tìm đã tận nơi tận gốc thì đừng có trách tại sao tôi vô tình, nghe chưa? Dạ thôi thì để con nói, thật ra Hà là chuyên khéo tay về trang trí thiết kế hơn. Bé là chuyên về nấu những món ăn, mà hai người bị bóc cái thâm nghịch nhau không có làm được. Cho nên là con với thằng con trai con mới nghĩ ra cái sáng kiến là cho hai người đổi thâm với nhau, để ai cũng có thể làm được đúng cái sở trường của mình. Linh miêu tráo chúa nè. Vậy thì khi mà nhận được cái thâm tại sao không nói thiệt với tôi? Thì để đâu phải bây giờ cái chuyện nó lỡ dở nực cười như thế này. Bây giờ cái cuộc thi này á, tôi chấm điểm hai người là không điểm. Cái tội không thành thật. Nội chấm không điểm thì nội. Bây giờ chuyện cũng lỡ rồi thôi nội. Lỡ rồi, bây giờ nội sao? Nội chấm hai đứa rớt hết. Đụng tới đâu nó tẹt nhẹ tới đó. Thôi ông nghĩ sao mà nó mai cái nút có thể lỏng lẻo như vậy, rồi có sợi dây thun này mặc ba bữa đứt, rồi làm sao đây? Chết tôi rồi. Má mà biết trước kỳ này sao ông không vậy? Má sao? Dạ. Cái gì mà ê, cái gì vậy? Dạ. Cái gì nhét trong đó? Cái bụng nó bự. Trời ơi. Con. Ủa cái gì vậy? Má ơi, má đừng có la con nghe. Trời ơi, chưa nói gì từ nó còn la cái gì? Sao nói má nghe coi. Má thấy cái màu sắc của bộ đồ này nó có trang nhã không? Trang ông nội tao. Trời ơi, sao mà nó chói trang dữ vậy trời. Khổ lắm má, sao trên mạng á má cái màu nó khác lắm má. Cái màu nó nhã nhặn lắm kìa, nó nhu mì lắm kìa. Mà trời cái vải tao nói nhìn nó bóng mà nó đẹp. Sao ra đây cái vải nè, má coi nè, con kéo nhẹ một cái nó, trời ơi nó giãn ra liền luôn nè má. Bởi vậy á, mua tiền, đem tiền cho mua cái ngu nè. Lần này cho phải sáng con mắt ra đó nha. Tối con mắt luôn chứ sáng cỡ nào được. 400.000 đồng bạc, tối con mắt luôn. Cái gì? 400.000 đồng bạc. Trời đất ơi, cái đồ vẽ rách vậy mà đi mua 400.000 đồng bạc, con suy nghĩ sao vậy hả? Con đem trả lại đây. Trời ơi, mua trên mạng sao trả? Nó mua rồi nè. Tám ơi. Ủa? Con chào Tám. Con, ngồi dạ. Chơi đây. Dạ. Ngồi chơi đi. Trời ơi. Dạ, chào chị. Con nhà ai mà đẹp gái dễ sợ. Nè, nó là bạn với gái của ông Thượng đó, chắc là già dâu tương lai của bà Tâm đó, biết chưa? Trời ơi. Cháu dâu nha, cháu dâu đó. Vậy là con là cô. Dạ vậy phải kêu là cô. Cô. Nhưng mà nó nghe nè, thiệt sự nha, cô mới thấy một cái cô gái mà hả, trẻ trung mà xinh đẹp, sắp tới là vợ của kỹ sư xây dựng đúng không? Dạ. Đó, đẹp gái mà bận đồ lúa quá má. Ủa lúa lắm hả cô? Trời ơi, con đi. Gái con đứa gì kỳ cục vậy? Chê người ta một chê chắc mặt cái kỳ cục. Không sao đâu Tám, không sao đâu. Thì con dưới quê thiệt mà, con dưới quê nên con cũng hơi lúa chút. Nhưng mà không sao đâu cô. Giờ con lên thành phố con ở rồi á, con thuê trọ gần đây nè, gần nhà anh Thượng luôn, để hai đứa con có nhiều thời gian với nhau hơn. Từ từ con sẽ thay đổi. Đó, không cần phải từ từ, mình thay đổi liền luôn. Đúng rồi, bởi vì mình là lên thành phố rồi, mình phải thay đổi cái cách ăn mặc liền cho nó hợp thành phố. Thay đổi liền luôn hả bây con? Bây giờ con thử con đi ra đường coi có ai bận đồ bà ba lúa như vậy không? Được. Ê, không lẽ má bận đồ bà ba rồi cũng là người lúa luôn hay sao?
À, cái này là tại vì má là một đẳng cấp khác. Má là người già, người cao tuổi. Mình mặc áo bà ba là thấy nó sang. Đó. Như vậy bây giờ mình phải sửa soạn đó. Đó, mình sửa soạn. Má ơi, có một cách để sửa soạn. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải tìm kiếm ở đâu cả. Tên tên. Đẹp chưa? Wow. Wow. Cái màu tao nói xong nó đẹp có gì không biết nữa. Nó trang nhã. Nó tinh tế. Cái màu này nó nhu nè cô. Đúng rồi, nó nhu. Như cái màu son của con vậy đó. Con con tháp lên nè. Nè nha, nước da của con trắng nha. Trời ơi. Mặc cái áo này lên trời ơi nó nổi bật dữ lắm luôn. Đẹp thiệt hả ta? Đẹp lắm. Đừng có tưởng tám không có con mắt thẩm mỹ đâu nha. Thẩm mỹ dữ lắm đó. Nè, mặt lên cái nước da nó trắng trời đó. Ơi, đẹp lắm luôn. Còn đây, thêm một cái nữa kết hợp. Mặt cái đó không là lá chưa của thành phố lắm đâu. Phải mặc với cái quần này nữa nè. Đó. Thấy không? Dạ. Thành phố này cũng nhã nhặn ghê. Cưng thích đúng không? Dạ. Cưng thích không? Cũng thích thích. Vô nhà chị cho em bận thử. Bận vô cái là em mê liền luôn. Thôi em ngại lắm. Em ngại cái gì? Má. À đúng. Thay đi con. Đồ đẹp mình phải mặc để cho thấy mình đẹp. Nè, hai cái màu này mà con mặc vô đó nghe là nước da của con nó trội lên hết sỉ luôn. Rồi mua một cái bóp đầm màu đỏ nữa. Đỏ vàng xanh. Trời ơi em đứng nhìn y như cái cột đèn giao thông vậy đó. Thời thượng lắm em. Thời thôi. Trang xuân hè năm nay. Nhưng mà luôn. Này đồ của cô. Con không dám mặc đâu. Trời ơi không có gì đâu. Con ngại đúng không? Dạ. Thì cô tính rẻ cho đó. Vô nhà cô thử đi vô nhà đi cô thử con. Má đi vô luôn cho em nó mua má đó. Vô thử đồ nha phải công nhận từ một con gái tư luôn. Cái miệng con đúng là cái miệng bắt trời thiệt mà. Mối có chút xíu vậy là nó cắn câu liền. Trời ơi còn phải nói nữa. Nhưng mà hả cái người con nể hơn hết là má đó. Sao? Con mới vừa nghĩ ra cái ý đó thôi con quay lại con nháy mắt với má một cái. Vậy mà má cũng biết má đưa con nhỏ vô chồng. Má con là ai? Là má của con. Nói thiệt với con nha. Chỉ cần con mắt của con đưa qua hướng nào là má biết con muốn cái gì rồi. Chứ đừng có cần nói tới cái gì hết trơn á đúng không? Trời ơi má con mình xong kiếm hợp bích. Nhưng mà bây giờ á muốn chắc chắn kỳ này thành công á, má phải diễn tiếp với con màn này nha. Đây coi má có còn diễn mà mày không phục không để quá nữa thôi đó. Mình phải làm sao mà cho nó gặm cái bộ đồ này luôn là nó không bao giờ nó nhả được. Cái đó mới là cái tài của mình. Để nó tới rồi. Sao con? Xong chưa bé à? Dạ, con xong rồi. Xong rồi hả? Ra đi cho tắm coi. Ô. Trời ơi. Trời. Sao mà nó lộng lẫy dữ vậy trời? Trời ơi, con thấy không? Bước ra một cái tự nhiên cái phòng nó sáng rực hết trơn luôn. Trời con công nhận không? Nó sáng mà sáng chói con mắt luôn. Chói con mắt luôn. Trời sao tám tả con giống cái đèn quá vậy tám? Không, con này nó còn hơn cái đèn nữa đó con. Sao mà nó sáng rực lên bộ đồ. Nè ha, cái nước của da của con nó quá trời đẹp luôn. Mặt mày cũng đẹp luôn. Xong cái tự nhiên con mặc mấy cái bộ đồ này cái màu nó nổi bật lên cái tự nhiên. Trời ơi. Muốn hôn cái quá. Tại con nhìn thấy con mới cần hay tắm lấy cái kính cho con coi mà con nhìn con không ra thôi, luôn. Thôi tắm rồi, con không muốn đẹp vậy đâu. Trời ơi, sao thôi, con? Chắc con không mặc đâu. Sao kỳ vậy nè? Tại vì á bình thường con cũng đẹp rồi. Mà bây giờ con mặc bộ đồ này vô đẹp quá. Con đi ngoài đường á rồi mấy anh tráng sĩ, mấy anh trai làng này kia thích con. Rồi hả cua cẩm con lúc đó hả con sẽ có lỗi với anh Thuận á. Có nhiều người ta muốn giữa cái đám đông người ta nổi bật giống như con mà người ta kiếm không ra đó. Là ý là bộ đồ này khó kiếm hả Tám? Khó kiếm chưa, lắm. Chưa kể đến chuyện là con sợ anh Thuận ghen hả? Có, con càng đẹp trai làng tráng sĩ càng bu con bao nhiêu thì thằng Thượng nó càng tự hào bấy nhiêu. Hãnh diện lắm tại vì mình có người vợ đẹp phải không? Đúng rồi. Đó. Người bồ rất là đẹp nữa. Đó. Nhưng mà con không biết nữa. Tại vì xưa giờ con chưa bao giờ con mặc cái đồ giống vậy hết trơn á. Con toàn mặc bà ba đó. Rồi với mấy cái đầm kiểu mà đẹp. Thôi. Cái đó là để cho Tám mặc thôi. Còn con trẻ phải mặc mốt phải cỡ này thôi biết không mới đẹp. Mặc đi, từ giờ trở đi con muốn mặc đồ đẹp như thế nào con cứ liên hệ với lại cô.
nha. Đi về, đi về, đó. Đi đi về rồi hỏi cái bà mẹ chồng tương lai của con có đẹp không. Bà nội chồng tương lai con nhìn thấy bộ này chắc mê luôn đó. Đúng rồi, đúng. Không chừng bà nội con thấy đẹp, bà nội còn kêu đưa cho bà nội mặc nữa. Đúng không? Đồ cái bà Tâm nó thích sáng tối lắm mà. Thôi, con sẽ lấy bộ này nha cô Tiền. Quyết định vậy đi. Còn nhỏ sáng suốt quá trời ha. Nhưng mà yên tâm, giá của cô là để lại cho con là coi như là giá mềm. Dạ. Giá rẻ nhất thị trường, đây là thời trang mốt mới nhất luôn nhưng mà cô lấy giá rẻ nhất, chịu dạ, không? Dạ, cảm ơn cô Tiền, cảm ơn Tám. Con sẽ mặc cái này về và con sẽ đi qua nhà của anh Thượng, con sẽ gặp bà nội. Con sẽ khoe bà nội là có bộ đồ quá trời đẹp. Và bà nội sẽ thấy là con đã lột được phèn ở trên người con rồi. Bây giờ con đã trở thành gái thành phố rồi, đúng không Tám? Đúng. Con đi nha Tám. Rồi, đi đi Tám. Bye bye, em gái thành phố. Dạ, con thưa nội, con mới qua. Bé này hả con? Dạ, con bé nè. Trời đất ơi, bữa nay sao mà con ra lộng đi... lẫy quá phải không nội? Đúng rồi nè, con đi đám cưới hay sao vậy? Dạ, con đâu có đi đám cưới gì đâu. Sao con làm mặt đậm quá vậy? Thì con qua con chơi với nội thôi, con nhớ nội, con qua con thăm nội thôi à. Qua thăm nội thôi đó hả? Dạ. Mà ăn mặc rồi sửa sạn vậy đó hả? Nghe nội nói nè, mai mốt qua thăm nội thì bình thường thôi con, đơn giản thôi, đừng có sửa soạn đậm quá nghe, ta tưởng mình đi ăn tiệc hay đám cưới gì nghe không con. Dạ đâu có gì đâu nội, tại vì ngày hôm nay con muốn khoe cái năng khiếu thẩm mỹ phối đồ của con á, sau khi mà con lên Sài Gòn là con đã thay đổi bản thân con rồi. Con muốn hòa nhập với mọi người hơn, con muốn là ăn mặc giống như người Sài Gòn hơn, chứ để mất công ở dưới quê người ta nói con lúa hoài. Bác ơi. Bác ở dưới nhà bếp đây nè. Dạ con chào bác. Con có mang ít trái cây qua biếu bác. Trời nè nè hà, có cần phải là mạnh bảo vậy không con? Bây giờ nè, đó con thấy con bé nó sửa sẵn cái trang điểm này nè, con góp ý coi được không chị? Em đầu tư lắm đó. Dạ con sợ góp ý thì lại không có được. Sợ bé giận. Đâu có, thì bây giờ mình góp ý chân tình, nhưng mà dùng những cái lời lẽ nó dễ nhẹ nhàng dễ thương thôi, hiểu không? Em nó dù sao cũng như quê nó lên nó chưa có biết, thì con ở trên đây quen rồi thì con chỉ cho em nó nghe không? Chị cứ nói đi chị. Đâu để chị ngắm em chút xíu thôi. Trời ơi, người Sài Gòn cũng đâu có cần lố tới vậy đâu. Trời ơi, bộ đồ thì thấy ghê, cái mặt thì phát gớm, hơi trái nhưng mà kỳ cục gì trời. Thật ra thì bộ đồ này thì cũng được. Nhưng mà nếu mai mốt em mặc cái áo này với cái một cái quần màu khác thì nó sẽ đỡ hơn. Với lại em cũng không cần phải trang điểm như vậy đâu, thì nó không có phù hợp với lứa tuổi của mình á, nó cũng hơi kỳ. Nè, chị Hà cũng góp ý chân tình với con, mình thay đổi, đừng có hiểu lầm, đừng có giận chị Hà nghe không? Dạ không. Con đâu giận gì đâu. Bộ lố lắm hả nội? Thì cái mặt con nó hơi đậm chút, mai mốt đơn giản chút xíu ha. Dạ vậy thôi. Mốt bình thường con không có trang điểm đậm gì nữa. Đúng đó. Đừng có gây thù với phấn son nữa nha em ơi. Nhưng mà con cũng vui. Con cũng vui tại chị Hà cũng khen cái bộ đồ của con. Bộ đồ của con á hả, con mua đầu tư dữ lắm đó nội. Vậy đó. Hôm nay chị Hà khen như vậy á là mỗi lần mà con đi dạo phố, con sẽ mặc bộ đồ này ra để cho mọi người ngắm nhìn con. Gớm chết đi được. Mặc vậy mà ra đường thôi chắc. Chỗ không biết, đút cái mặt vô đâu đâu. Ba mốt có mua đồ thì nói chị tư vấn cho nha. Chị tư vấn cho em đồ nó phù hợp với em rồi, nó phù hợp túi tiền nữa. Đúng rồi, trời ơi, chị Hà thì làm thiết kế thời trang, quen biết nhiều chỗ bán đồ đẹp mà rẻ nữa. Mấy mốt con cần gì cứ nói chị Hà tiếng. Nhưng mà con nhỏ này nó nói sao mà tôi thấy nó chân chất thật thà dễ thương gì đâu. Không hiểu đáng yêu chỗ nào luôn á, ghê quá à. Để khi nào lâu lâu con mới mình đi mua đồ với chị Hà được. Sao vậy? Tại hết tiền rồi. Này nghe bà nội nói nè,
Bây giờ mình đã lên thành phố mình ở rồi, mày phải biết tiết kiệm nha con. Tại vì trên thành phố cái gì nó cũng đắt đỏ hết, không phải cái gì cũng bỏ tiền ra mua được đâu nghe con. Trong khi mình không có tiền phải hạ tiện hạ tặng. Ăn thua là cái tấm lòng mình nè, chứ không phải cái vẻ bề ngoài đâu. Nghe nội nói nè, ăn thua cách mình cư xử với bà con lối xóm, với bạn bè, với những người chung quanh hoặc người thân của mình, cái đó mới quan trọng, hiểu chưa? Dạ con biết rồi. Mà chị hỏi thiệt, mua bộ đồ này bao nhiêu? Trời rẻ lắm chị. Tại vì em nghèo thôi á, em mà giàu là em mua 10 bộ giống vậy luôn, rẻ lắm. Bộ đồ này cực kỳ rẻ. Cái áo này em mua 700 ngàn. Còn cái quần này á thì em mua khoảng 999 ngàn. Hả? Rẻ đúng không chị? Cái lúc mà em thấy cái giá của bộ đồ này em cũng trời ơi, cái mặt em y chang chị lúc này luôn đó. Tại vì quá rẻ mà, để được cái đẳng cấp thời trang như thế này mà chỉ cần bỏ một chút xíu tiền vậy thôi là quá lời đúng không chị? Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai hiểu nhau.